với một đôi sư phẩm kèm theo quý vị nha. Thưa quý vị và ngay lúc này, chúng tôi sẽ nhắc lại là tại khu vực của thế giới game hôm nay sẽ không có sự góp mặt của diễn viên Sam trong một bộ váy trắng rất là tinh khôi đúng không ạ? Bên cạnh đó, đằng sau lưng của cô chính là khu vực siêu phẩm game Phân Châu Zalo. Quý vị đừng quên là sau đây hãy cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trong khu vực này để có thể có được cảnh đẹp nhất. Cùng với đó sẽ là cơ hội sở hữu cho mình siêu phẩm game Phân Châu từ Zalo. Thưa quý vị, và bên cạnh phía bên tay trái của Sam đó chính là khu vực trưng bày siêu phẩm game Phân Châu, bộ đôi siêu phẩm game Phân Châu cùng với Zalo quý vị ạ. Quý vị đừng quên là em có thể cùng theo chương trình truyền theo chương trình để cùng nhau khám phá là ngày hôm nay sẽ còn có những vị khách mời nào đặc biệt như vậy cùng xuất hiện lượt trình quý vị nha. Rồi Sam ơi, sau khi mình cùng chụp ảnh ở khu vực này thì có lẽ là Sam có thể tiến sang khu vực chụp ảnh 180 độ ở đây đó để cùng nhau chụp ảnh thêm một ảnh nữa Sam nha. Ơi kiếm cái nào phụ anh, cái nhiều khi anh chỉnh cam á, nó phải nhảy qua. Rồi, chấm dứt cơ, tắm luôn, nhìn đây luôn. Rồi, con nhìn với cô rồi.